Tin mừng theo Thánh Luca. Hôm ấy, tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào." Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình." Khước từ sự thật. Nhà thần học Kahnrenner nói rằng, một cách nào đó, tất cả chúng ta đều là những Kitô hữu ngoài đạo. Trong số những người Công giáo, không phải tất cả đều thực sự là con cái của Đức Trời. Bao nhiêu kẻ xem ra ở bên ngoài, thực sự lại ở trong. Còn những người dường như bẩm sinh là công dân nước trời thì lại bị ném vào nơi tối tăm dày đặc. Bài Tin mừng hôm nay thuật lại buổi thuyết giảng của Đức Giêsu tại hội đường Nazareth trong một lần người về thăm quê. Sau khi nghe Đức Giêsu đọc và giải thích sách thánh, dân làng Nazareth bắt đầu xì xầm. Một đàn, họ tán thành và thán phục những lời giảng dạy của Đức Giêsu. Đằng khác, họ đặt vấn đề về người: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Tức là họ quy chiếu về quá khứ bình thường mà người đã trải qua giữa họ, từ đó nghi ngờ về giá trị những lời người giảng dạy. Đi xa hơn, họ còn muốn ấn định điều kiện cho Đức Giêsu. Họ muốn người thực hiện những việc lạ lùng ở Nazareth như người đã thực hiện tại Ca-phác-na-um. Đức Giêsu nhắc lại cho họ chuyện đã xảy ra với ông Elia và ông Elisa. Hai vị ngôn sứ lớn này cũng bị chính đồng bào mình không tin tưởng. Những lời Đức Giêsu đã khiến dân làng Nazareth phẫn nộ. Họ bực mình vì đã bị xếp ngang hàng với những người Israel thiếu lòng tin thời hai ông Elia và Elisa. Vì thế, họ quyết định giải quyết vấn đề bằng cách giết người. Những người trong hội đường là những người Do Thái đạo đức giữ ngày Sa-bát, nhưng họ không phải là những người có lòng tin vào Đức Giêsu, và vì thế họ đã khước từ người. Họ chỉ coi người như một dân địa phương và đã bỏ qua cơ hội để trở nên môn đệ của người. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể trách họ nóng vội hay tiếc cho họ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ tự trách mình vì biết bao cơ may trong đời chúng ta đã đánh mất. Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn nhận ra Chúa hiện diện bình dị giữa đời thường để con dám tin. Xin giúp con biết can đảm bước ra khỏi những định kiến ích kỷ sẵn có để khiêm tốn sống yêu thương với mọi người như Chúa đã hạ mình cúi xuống để yêu thương con. Amen.